Gần đây, Alex có một cái công bố về việc sử dụng địa chỉ IP public version 4 và có tính phí và cùng một cái tính năng rất là hay gọi là public IP inside. Hai cái này nó đi kèm với nhau. Thì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các kiến trúc mà các bạn làm theo kiểu truyền thống. Bởi vì mình có cũng có cái may mắn làm việc review một kiến trúc của rất nhiều khách hàng mà mình thấy là có một cái vấn đề là mọi người không muốn sử dụng NAT Gateway để uh, kết nối ra bên ngoài thì nên mọi người sẵn sàng để server mình là dạng public luôn để các bạn có thể đi ra bên ngoài mà không cần nằm trong private thì các server được ra bên ngoài thì phải có địa chỉ public và một cái vấn đề hiện tại đang gặp phải là địa chỉ IP version 4 mà dạng public đang rất là cạn kiệt ha và cost to acquire các bạn thấy này một địa chỉ IP version 4 thì hơn 3, 300% phần trăm so với 5 năm trước tại vì các bạn biết là, là, chúng ta có số lượng địa chỉ IPv4 là có 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 giới hạn là nhớ không làm đâu khoảng 4,3 tỷ IP IPv4 mà hiện tại dân số thế giới nó đâu khoảng à, 8 tỷ hay 10 tỷ đúng không ạ à, cho nên là tính đâu đấy mà thiếu rồi Rồi à, các bạn tưởng tượng đến các bạn có hai thiết bị thông thường một người có hai thiết bị điện tử dùng một cái điện thoại một cái máy tính thôi hay thậm chí có người có thích ipad nữa thậm chí có người có hai cái điện thoại nữa thì một cái đó nó chiếm một địa chỉ ip thì nó sẽ có khả năng là nó sẽ bị thiếu vậy thì uh, cái việc sử dụng này của chúng ta cần phải tiết kiệm và phải suy nghĩ lại uh, trong các kiến trúc chúng ta ha cho nên là adf uh, chạc phí cái phần IPv4 thì phần này mình chắc chắn khiến các bạn là sẽ cần phải thay đổi ha phổ biến như thế nào mình sẽ có một cái ví dụ ở đây ha mình nói một cái ví dụ mình để mình à, bỏ cái này lên đây bây giờ mình sẽ thông thường các bạn sẽ triển khai IPv4 nó kiểu này ha chúng ta có một cái VPC chúng ta có public subnet và chúng ta thông thường có private subnet mình để đơn giản đó nha nếu mà làm chúng ta làm chuẩn chỉ á, thì thông thường public subnet chúng ta sẽ để đối diện với bên user bên ngoài đúng không bên giả sử chúng ta có ELB đằng sau là chúng ta có database rồi các web chúng ta đặt trong này nhưng nếu web mà chúng ta muốn ra bên ngoài thì thông thường các bạn sẽ đặt thêm con NAT ở đây NAT gateway và con này các bạn phải trả tiền pay per hour và cộng thêm cái phần data transfer thì tất nhiên các bạn giờ bảo là cái này sẽ là một cái vấn đề đối với các bạn mới bắt đầu học với hay là một số kiến trúc ở quy mô đơn giản các bạn đặt luôn con server các bạn ở đây luôn để đi ra bên ngoài internet rất dễ dàng thì đặt con server ra bên ngoài này thứ nhất là nó không có sẽ kêu à, tại vì là mình chia server ra bên ngoài public nó sẽ không ngay giống như các bạn đi ngoài đường à, các bạn không đội nó bảo hiểm à, thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn nhưng mà khi mà thực sự ví dụ Uh, có tai nạn xảy ra thì nó rất là lớn hoặc là nhiều khi cảnh sát giao thông bắt các bạn thì các bạn các này vẫn được nhưng mà các này không phải là best practice, à. thông thường những cái dịch vụ nào chúng ta nằm uh, quan trọng chúng ta đặt trong private subnet và chúng ta đi nát gateway ra bên ngoài nếu có nhu cầu gọi IP ra bên ngoài hay cần update patching con server này và thì nếu mà những anh chị các bạn mà đặt container hay đặt những cái server chúng ta nằm trong public thì mỗi một con này nó sẽ có một địa chỉ IP và À sẽ chạc cái phần địa chỉ này, IP này. Đây theo tài liệu AWS thì nó nói là từ effect từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 mình sẽ bị chạc không phải 0 năm đô per IP per hour cho tất cả product IP whatever có nghĩa là weather là có nghĩa là cho dù các bạn có tắt hay không sử dụng nó các bạn vẫn bị chạc phí cái phần này. Thì nếu mà có một cái địa chỉ IP này á thì các bạn sẽ bị chạc thành 3,6 đô cho một IP một tháng các bạn sẽ liên tục mà nhưng mà có một cái thông tin là các bạn cũng có đâu đó nửa năm từ bây giờ đến khoảng nửa năm là các bạn update thay đổi kiến trúc của các bạn. Nếu các bạn có một số ví dụ kiến trúc của các bạn mà dùng nhiều IP IP public ấy thì các bạn có thể chia sẻ để các có thể làm những cái bài hướng dẫn này chỉ các bạn sao chuyển kiến trúc từ nhiều IP public ấy thành private ha. nó cũng sẽ không quá khó đâu. Um, thì cụ thể như thế nào ạ à? à, nếu chúng ta dùng EC2 nhiều là ADS hay là IKS nhiều thì các bạn ICS chúng ta lưu ý cụ thể đây này các bạn thấy này à, cái cột đầu tiên là cột trước khi chỉ có cái thông bố này công bố này và sau khi công bố thì đầu tiên là nếu mà về Analytics IP thì các bạn sẽ luôn luôn bị chặt tiền cái này không có gì thay đổi hết cái này, này nếu mà chúng ta attack à, cái thứ hai chúng ta sẽ luôn bị chặt tiền à. idle thì chúng ta có không dùng chúng ta vẫn dùng ATK vì chúng vẫn bị uh, vẫn bị trả tiền nhưng mà cái này khác biệt này Plus V4 này, bao gồm Plus IP này tức IP cũng bị tính tiền nha ở sai resort hay không thì re không resource cũng đều bị tính tiền này global center hay sai VPN cũng bị tính tiền luôn không cụ thể là không phải không năm đô per IP per hour ha và nó sẽ tính tiền uh, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 2024 2004 uh, nhưng mà có một tin rất là vui cho những bạn còn đang trong quá trình học thì nếu mà tài khoản phi cũng là tài khoản các bạn mới tạo ai thì các bạn sẽ được tạo ec 2 là 750 giờ 750 giờ per month và bao gồm cả phần 750 giờ cho plus ip luôn rồi có nghĩa là các bạn nếu các bạn một tháng các bạn dùng không quá 750 giờ ip thì các bạn sẽ không bị chặt thì phí cái phần này ha thì các bạn sẽ xem trong cái phần này mình mở cái console của mình lên mình mở vào ec 2 đi các bạn thấy các bạn ip như nào ha ví dụ mà các bạn click vào đây này bạn thấy có phần plus IP address này, hồi xưa cái phần này không tốn tiền nhá, còn bây giờ là tốn tiền rồi nhá. À, nhưng mà tất nhiên tính tiền từ ngày mùng 1 tháng tới mùa tháng 2 2024 rồi, à. nên như các bạn xem bài này để các bạn chuẩn bị trước. À, à, học thì nếu học các bạn làm đúng thì các bạn không bị tốn tiền, dùng một con tạo một con server một tháng thôi, hoặc là tạo nhiều con server nhưng mà biết sao tổng số giờ là không quá 750 giờ thì không vấn đề gì hết trong một năm ha. À, nó sẽ phản ánh cái thông số trong phần cost and usage report rồi, để các bạn bắt đầu làm quen với việc này. Ê, để bài này đưa ra một số các giải, các cái giải pháp ha. giải pháp cho các bạn dùng NAT, gateway này dùng NAT, đúng đúng để che hết tất cả những cái phần IP public đây đi để IP đó nằm trong private thôi các thứ hai là chúng ta sẽ leverage cái phần IPv6 IPv6 nó không bị tính tiền và các bạn chuyển đổi kiến trúc từ uh, V4 sang V6 thôi cái cái này cũng không quá khó có rất nhiều bài hướng dẫn ở đây mình sẽ đính kèm để các bạn tham khảo trong phần này ha. ví dụ như hybrid net của IPv4 dual stack này, này. Uh, tiếp theo là À, trong cái phần máy chủ EC2 thì chúng ta có một cái có tính năng gọi là EC2 Instant Connect có là chúng ta sẽ kết nối đến Instant chúng ta thông qua Private IPv4 tất nhiên là phải để quản trị à, SSH và nó. một cái công cụ SSH đúng không ạ nhưng mà cái phần này các bạn sẽ không không cần phải public về IPv4 à, theo các thông thường nó phải chi xuất thông qua public rồi SSH này nọ thì cái này các truyền thống rồi còn cái tính năng Instant Connect thì các bạn sẽ không có cần phải À, dùng cái uh, IP Public ha, rất là tiện lợi. Tiếp theo một cái một cái feature mới của AWS giới thiệu là Public IP Insight. Tính năng này sẽ nằm trong một cái bộ công cụ, bộ dịch vụ là uh, của VPC IP Address Manager hay còn gọi là à uh, IPAM, IPAM gọi là IPAM Thì bộ này sẽ giúp cho mình có những cái thông tin về uh, public IP và IP sử dụng ha. Thì mình đã mở sẵn ở đây rồi ha. Nên nằm trong IP bar, các bạn search IP bar, các bạn sẽ thấy nha. Có phần public IP inside này, new này bạn public IP mình thấy là hệ thống mình sẽ có là 13 cái này. Trong đấy là có 10 cái là từ gọi là mẫu này gọi là service Manager IP và có ba cái là Amazon AO tận nhiên các bạn có thể print your own IP theo mô này các bạn sẽ không bị tính tiền. IP các bạn dùng ở đây. Ở đây chi tiết từng cái đấy. ví dụ hai con server chúng ta Amazon AO này còn sell service là từ những cái dịch vụ của aws sử dụng này cuối cùng là chúng ta sẽ không bị trọc bởi ip mà chúng ta mang lên trên aws ha gọi là amazon bring your own ip và đây là cái phần công bố mới của aws cũng có rất nhiều cách để chúng ta không phải trả phí cho phần này cách đơn giản nhất là các bạn chuyển sang ipv6 có rất nhiều cái tutorial ở đây để các bạn có thể follow để các bạn bắt đầu chuyển dần dần chúng ta có nửa năm để chúng ta chuẩn bị cho cái hành trình này ha và trong sắp tới mình sẽ làm một số bài để hướng dẫn các bạn chuyển từ V4 sang V6 để tiết kiệm phần chi phí này tối thiểu nhất có thể ha cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ